Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn thích mai vàng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hai cô chú anh chị, sáng nay em gửi đến cô chú anh chị các bạn một clip mai tàng chở Thủ Đức chở Hậu Kim, chín cây mai tàng nụ siêu nụ luôn nha cô chú anh chị nha. Mong cô chú anh chị các bạn xem clip và yêu thương ủng hộ ha. Cây thì đang ôm nút nụ rất là nhiều, bông đẹp hơn nha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị các bạn xem clip và ủng hộ, anh chàng ủng hộ kênh ha. Rồi, chào anh Trạng ơi. Rồi, em chào anh Nghiệp ha. Chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Thơ Giang. Rồi hôm nay em về cái lô mai dảo Thủ Đức Vinh nha chị. Hôm nay mấy cái này là siêu nụ luôn nha chị ơi. Siêu nụ, siêu bông luôn á ha. Nụ cứng cây luôn. Một cốt đế nở. Một cốt tàng thông, đế nở. Lô này em về được 20 cây nha anh chị. Thì hôm nay em quay 9 cây dảo Thủ Đức này với một số cây cúc thơ hương tàn ha. Rất mong cô chú anh chị có nước ủng hộ. Thì hôm nay thì dù cái lô này là em bán có thể là cô chú anh chị mình chốt nguyên lô, em sẽ bán nguyên lô nha, giá hữu nghị nha. 20 cây Thủ Đức Vinh nha. Đủ khỏi chê nha cô chú anh chị. Em bao ship 200 km ấy. 200 km gì ơi. Cái này tàn lớn nha cô chú anh chị, cây cao lắm nha. Cây này cao khoảng tầm khoảng mét 6-7 không nha anh chị. Có mặt hoa này quá trình nhiều bông luôn nè cô chú anh chị. Hôm nay cây này chắc cỡ đây nè, cây này nhiều cánh nha cô chú anh chị. Nụ quá nụ. 6-7 cánh, 7 cánh nha. Rất là khích ha. Rồi, không sớm nữa. Rồi, hoành là 24. Hoành 24. Chiều cao là 1m7. Tàng ngang là 1m6. Rồi. Rồi, mã số 51 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.300.000 ha. Dạ, 2.3, 51. Rồi, em bao ship 200 km nha chị. Rồi, 52. Rồi, mã số 52. Rồi, dảo Thủ Đức luôn. Cốt luôn. Một cốt tàng thông 52. Chung là cái lô này là nút nụ là đảm bảo nha anh chị, bao nút nụ luôn ha. Dữ lắm nụ luôn. Mấy cái này về cô chú chị mình không cần xử lý nụ chân ha. Vì là ok hả anh chị. Để xem nút nụ nè. Trứng luôn á. Cây này muốn bể xù rồi nè cô chú anh chị. Dảo Thủ Đức mã số 52. 52. Rồi, không sớ luôn. Hoành là 26. Dạ, hoành 26. Chiều cao 1m7. Tàng ngang 1m6. Rồi mã số 52. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng là 2.3 luôn ha. Rồi 2.3 luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 52. 53. Mã số 53. Rồi, dảo Thủ Đức luôn. Rồi cái này đế đẹp nha chị, đế nở nha anh chị. Nha cô chú anh chị. Cái này nút nụ bao phê nha. Đế nở nè cô chú anh chị ha. Một cốt. Chi cành thì đều gan nha anh chị, cứng ha. Nụ nhìn kẹo luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Này hoành là được 26 nha anh chị. Dạ, hoành 26. Chiều cao là 1m6. Tàng ngang 1m6 luôn. Rồi mã số 53 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.5 triệu ha. Dạ 2.5 triệu cô chú anh chị ơi. Mã số 53. Rồi 54. 54. Chấm người bài. Quen tay rồi. Rồi 54. Đó, dạ Hữu Đức một cốt tàng thông luôn nha anh chị. Cái này tàng cao, tàng kính nè cô chú anh chị nha. Nụ dữ lắm nụ ha. Một cốt tàng thông, chị bông chùm hả anh chị. Nụ nó ra gì nè. Hai nụ nó ra đâu trên chục bông hả anh chị. Nè bông nè. Cái này là 2, 4, 6, 8 cánh nha anh chị. Rồi, không sớ luôn.
Hoành là 25. Dạ, hoành 25. Rồi. Hoành. Hoành là hồi nãy nhiêu rồi ta? Đó là ở cái nhà cô chú mình chạy nghe điện thoại chứ quên. Này hoành là 26 gì? Rồi, hoành 26. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 1m5. Rồi, giá giao lưu. Rồi, 54 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.3 triệu ha. Dạ, 2.3 triệu luôn nha cô chú anh chị ơi. Mã số 54. Rồi. Rồi, mã số. Mã số 55. 55. À. Mã số 55 cũng là giá Hữu Đức luôn nha anh chị. Mấy này anh chị về để trong phòng khách một cái ha. Phòng kính cây luôn á. Xương phịch đứt luôn cô chú anh chị ơi. Nụ quá chừng nụ luôn nha. Nụ bành bành luôn á. Nó vô hàng này, hàng thần chậu nha anh chị. Đảm bảo gì mình chơi ha. Này toàn là thả tự nhiên, chưa có dây chỉnh sửa gì hết cho cô chú anh chị. Cái này hoành là được 25. Dạ, hoành 25. Chiều cao là 1m7. Tàn ngang rộng 1m6. Rồi, mã số 55 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.400.000 nha. Dạ, 2.4 nha cô chú anh chị. Cây nào cái nấy. Nụ bành bành nụ đều tàn hết cho cô chú anh chị ha. Đây là nụ nha, nhìn anh chị xem nè. Đó, hết biết anh chị. Chút nụ dữ lắm luôn ha. Ta tàn này. Mã số 56. 56, cây này quá đẹp nha. Cây này lùng lực anh chị, tàn quá đẹp anh chị. Tàn khích ghim luôn ha. Ông chùm luôn nha cô chú anh chị. Cây đầu tiên em cho cô chú chị xem mặt hoa đó ha. Cái này bông 6 cánh 7 cánh nha anh chị. Cái này hình như là nụ tròn hay sao ta. Nụ nở ra tròn vo à. Cái này kính tàn luôn nha anh chị. Cái này nút nụ hết biết thì. Dữ dằn. Cái này tay cành một cốt giót đọt luôn anh chị, tay cành tứ diện luôn ha. Một cốt giót đọt, tay cành tứ diện luôn. Cái này cái mã số 56. Rồi. Hoành 25. Hoành 25. Chiều cao là 1m7. Tàn ngang 1m7 luôn nha anh chị. Rồi, giá giao lưu. Rồi, mã số 56 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu đồng ha. Rồi, 3 triệu. 57. 57. Ồ, cái này đế đẹp. Đó. Ồ, cái này đế lực nha cô chú anh chị ơi. Rồi, mai giả Thu Đức giả học viên, mã số 57. Sẽ xem đế nè. Cái này mỗi đế lực nha cô chú anh chị. Nụ thì cái nào cũng ok hết nha cô chú anh chị ha. Nụ to luôn cô chú anh chị. Cái này tháng này anh chị, tháng này anh chị mình tưới nước đều đều cây anh chị, đừng có bỏ nước ha. Bỏ nước thì cây nó thiếu nước, mình tưới nước vô cái nó hút nước, no nước nó sẽ bên đây là nó bông ha. Rồi. 57. 57. Cái này đế đẹp. Cái này hoành được 23 anh chị. Dạ, hoành 23. Chiều cao là 1m7. Tàn ngang 1m7 luôn. Rồi, mã số 57 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.400.000. Dạ, 2.4 triệu cô chú anh chị ơi. 57. Rồi. Xin tôi chuyển thôi. Đây, 58. 58. Ồ. Cái này quá xá dàn xương nha anh chị ơi. Dàn xương dàn nút dữ lắm luôn ha. Cái này nút kẹo luôn á chị ơi. Cái này là bao đẹp nụ luôn nha cô chú anh chị. Nụ là bao đẹp luôn. Cái này nhánh nó khỏe nè anh chị, mập mập lù à. Xem ha, nút nè. Tới đọt luôn. Quá xa nút, lúc nào nó hết biết.
tội mạnh không. Ồ, cái này sát luôn anh chị, cái này thoát khăn thấp ha. Căn nhà mà làm có ba đai. Cái này hoành được 26 hoành anh chị ơi. Dạ, hoành 26. Bên sân đó con á. Chiều cao khoảng 1m 1m8, 1m9 nha anh chị. Dạ, chiều cao 1m9. Tàn ngang 1m70. Trinh. Mã số 58 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.2 triệu ha. Rồi, 3.2 triệu cô chú anh chị nha. 58. Ok, mã số 59. Ôi cái này là nói chung mọi chị thấy à, nhỏ nhưng mà có vỏ nha anh chị ơi. Dạ. Nhỏ có vỏ ha. Khi cành gọn đẹp, bông đẹp luôn nha cô chú. Một cốt tàn thông. Nhìn thấy cây nhìn thấy hơn chị ha. Đủ thì thôi bao la. Đó, bông nè chị. Này bông đẹp nha. Ừ, bông rất là gọn ha anh chị. Cái đặc biệt là cái nụ anh chị, nụ nó gom lại rất là đẹp. Nút nụ dày luôn như siêu cá luôn nha cô chú anh chị. Đẹp đẹp không? Ờ, cái này là thường giống như giảo siêu nụ vậy đó cô chú anh chị ơi. Quá chừng luôn ha, về cui luôn nè. Cây chú anh chị mình lấy về cây này để là giống mà chơi lâu dài rất là đẹp ha. Trời như mai tiếng vua luôn cô chú anh chị ơi. Nút không hả? À, em đây à. Chùm 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 nè. Những lô này vậy á. Ờ, thấy không? Ờ cái này xong là giữ trời nụ kìa. Cô chú anh chị, ngắn bên này nè mới giống tiếng vua nè. Ừ, kìa, kẹo quá chân nè. Hết viết. Nó giờ mình cắt mình ghép mình lấy bò nhưng giống được. Rồi, thông số luôn đi nha, cây này đẹp quá cô chú anh chị. Cây này hoành được 23 hoành dê. Dạ, hoành 23. Chiều cao 1m6. Tàn ngang rộng là 1m45. Rồi, mã số. Mã số 59. Rồi xin giao lưu với chị mình 2.5 triệu ha. 2.5 triệu cô chú anh chị ơi. 59, tàn thông quá đẹp luôn. Rồi. 60 cây cúc tạ hương nha cô chú anh chị. Cúc tạ hương, mã số. Mã 60. Số 60, cúc thọ hương. Rồi, cây này cây ghép mai tàn dạ mùa nha cô chú anh chị. Cây này là liền cốt cho anh chị, ghép liền cốt cho ha. Cây này lá rất là già. Lá này lá già nha cô chú anh chị, do nó ôm nụ thôi ha. Cái này đặc biệt là cây củ xù nha anh chị, cái củ xù, cái này xù muốn hết cây luôn nha. Cái phôi nè, củ nha anh chị, cái củ tròn chế banh nha ha. Dạ. Cây thì nó xù muốn hết cây luôn rồi. Chị xem bo ghép nè, cái chi mà muốn liền anh chị nè. Cái này là liền đầu luôn anh chị, còn có chút nữa nè. Đó, rồi nè. Anh xem nè, tay cạnh nó muốn đều, nó liền hết trơn rồi. Rồi cái củ đặt này là 36. Hoành 25. Chiều cao 1m50. Tàn ngang là 107. Rồi cây cúc thọ hương mã số 60 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.2 triệu ha. Dạ 2.2 triệu nha cô chú anh chị ơi. Mã số 60. 60. Rồi mã số 61. 61 cúc thọ hương tàn thông. Ồ. Cúc thọ hương tàn thông già mùa nha anh chị. Cái này mấy này là nút nụ vô cho cứng cứng rồi ha. Dạ thọ hương tàn thông nha cô chú anh chị. Nụ cứng tàn luôn. Cây mấy cây này chơi thì thôi đó là ba bông cô chú anh chị chơi là ghiền, năm sau kiếm thêm chục em luôn đó nha. Về để dành nhà phả thân ngắm sắc màu vàng thôi ha. Ha kiếm chục em chân dài về cho phả thân ngắm chơi đó. Đủ kẹo nha cô chú anh chị. Cái này hoành là được 25. Hoành 25. Chiều cao 1m50. Tàn ngang 125. Rồi mã số 61 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000 ha. 2.5 triệu cô chú anh chị ơi. 61. Quá đẹp. 62. 62. Rồi tàn dù. Cúc thọ hương tàn dù kìa đế. Một cái dù quá phê luôn nha cô chú anh chị, già mùa nha. Cái này rất là già. Nút nụ à. Chị xem ha, một nụ là khoảng cỡ 5 bông, 5 bông 6 bông không nha nụ nha.
Cút sở hương. Đây cô chú anh chị coi cái bo ghép của nó nè ha. Bo ghép bằng con tay cái luôn. Bự hơn nữa. Cái đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Nha me luôn ha. Một cây cút sở hương tàn dù. Cái này về anh chị mình để phòng khách trưng, cái này đế đẹp nè. Cái này cho phòng khách thì thơm ngon, im thôi cô chú chị xả liễn chúc mừng năm mới rồi. Hoành là 25. Rồi. Chiều cao 110. Tàn ngang 128. Rồi. Mã số 62 kinh. Rồi xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu ha. Rồi 2 triệu nha cô chú anh chị, 62 cúc thọ hương. Rồi, 63. 63 một cây dù. Cúc thọ hương luôn nha chị. Cúc thọ hương tàn dù. Đây là nút bộ vô nhóc chừng ha chị. Bò gì? Ồ, tàn ẩm ha. Mấy cái này mà nụ nó qua ra bông cứng cái Tết mình lặt lá anh chị. Ra cái cứng cây này thấy là cực kỳ ha. Con chùm nha anh chị, ở hương chùm ha. Ở phôi thì bể sụ cho nha anh chị. Là lấy mấy keo em chét lại, keo mấy tí em chét lại. Cái này hoành là được 26. Dạ, hoành 26. Chiều cao 105. Tàn ngang 120. Rồi mã số 60 mấy gì? 63. Rồi xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Dạ, 1.700k 63. Rồi. Rồi, cúc thọ hương 64. Thông, cây 64. Rồi, một cây này mà chơi Tết thì tha bông khịt ít luôn cô chú anh chị. Thọ hương mà thấy 64 nở một cúc cái thọ hương tàn thông. Mã số 64. Một cây dáng trực tàn thông. Nụ to tròn sáng đẹp hết nha cô chú anh chị. Nở cái là không thấy cành luôn nha cô chú anh chị, nở bông tròn như trái cầu vậy ha. Hoành 19. Cao 1m6. Ngang 120. Rồi 64 này xin giao lưu với cô chú chị mình là 2.400.000. Rồi 2.400.000 cô chú anh chị ơi, mã số 64, 2.400.000. 65. 65. À, cúc thọ hương nha cô chú anh chị, 65. Để dùng chi, để trúng đầu được. Cúc thọ hương tàn thông, 65. 65. Cúc thọ hương tàn thông, cái này dán trực lắc nha anh chị. Cái này thằng lắc nó khéo nha. Trực lắc ha. Ồ. Nụ nè cô chú anh chị. Đó, nè ha. Cái 65 cúc thọ hương. Cái này hoành 23. Để cho anh rồi. Chiều cao 1m45. Tàn ngang 128. Rồi 65 cúc thọ hương, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.400.000. Dạ 2.400.000, mã số 65 2.400.000. Rồi 66. Mã số 66. Cúc thọ hương tàn thông. Rồi. Cây lớn nha cô chú anh chị, cây này rất là cao lớn ha. 66. Ờ. Nụ nè cô chú anh chị. Nụ này nó nằm dưới nắp gì nè ha. Cúc thọ hương. 66 hả nhịp. 66. 66. Nút nụ kẹo nẹo luôn. Rồi. Quá chừng cây đế nở nha cô chú anh chị, tròn vo luôn nha. Đế nở. Rồi, thân số luôn. Cây này nụ đều tàn hết cho cô chú anh chị. Cây này hoành là được 26 anh chị. Hoành 26. Chiều cao là 1m6.
Tà ngang 122. Chơi thằng sớm ngỡ ngàng. 66 xin giao lưu với cô chú vậy mà là 2.800.000. Rồi 2.800 cô chú anh chị 66. Rồi mã số 67. 67. Rồi cái này chơi phòng khách gì rồi nha cô chú anh chị. Nãy giờ mình cái này lùng lực, cái phôi lùng lực đế nở nè cô chú anh chị nha. Ghép hai bo vàng mùa ha. Nụ thì siêu nụ. Cái này thì ba cô chú chị siêu nụ nha. Rồi cái này quá siêu nụ. Cái đế cái cũ nó như cái banh nha chị, tròn vo ha. Cái này đáng sưu tầm nha cô chú anh chị. Cái này cô chú chị mình chỗ này chớp chốt cái lật ra cái khoe nguyên cũ luôn ha. Anh chị xem nè, cũ nè. Em phân xuống cái lồi cũ ra liền anh chị ha. Thấy gì cái cũ có duyên lắm chị, nhìn thấy mình lật lá rồi nhìn thấy cây nó nằm trên bàn có cũ nó đẹp lắm chị. Hai bo anh chị, hai bo mà bằng ngón tay cái mà anh chị. Nụ thì nhiều lắm nụ ha. Rồi thông số luôn đi. 60 67 7. Rồi cái cũ này là 36. Dạ cũ 36. Cũ đặt đó anh chị. Hoành là 25. Chiều cao 86. Tàn ngang 129. Rồi mã số 67 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 67. 67 68 68 gì? 67 à? 67 à? 67 rồi xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 ha. 1.700k 67. Rồi 68. 68. Thỏ hơn cô chú anh chị ơi, 68. Cái này cũng ghép hai bo luôn nha anh chị. Hai bo, cái này gắn trực ha. Cái nụ cũng khá là đều nha cô chú anh chị. Chiều mấy vậy vậy? Chiều 7. Ok, gắn trực. Đang dù nha cô chú anh chị. Cũng thỏ hơn ha. Cái này cô chú chuyện này mà phái mà hoành lớn ha. Cái này bán giá rẻ anh chị trên chơi nè. Cái này nè. Rồi. Chung cái nào em mua phôi rẻ thì em bán sẽ bán giá rẻ anh chị ha. Cái này hoành là 27 hoành nha anh chị. Hoành 27. Chiều cao là 76. Tàn ngang là 86. Rồi mã số 68. Cúp thọ hơn này xin giao lưu cho cô chú chị mình là 900.000 ha. Rồi, 900k luôn cô chú anh chị ha. 68. 69. 69. Này tàn ngắm đẹp. Ồ, 69 khúc thọ hơn luôn nha anh chị. Ừ. 69 khúc thọ hơn. Ghép 4 bo nha anh chị. Bo ghép bằng tay cái chứ ha. Cái này dán nó hơi siêu siêu. Hoành 25. Chiều cao 80. Tàn ngang là 116. Đó, cái này lùng lực tàn tròn kính ha anh chị. Rồi mã số 69 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Dạ 1.400k mã số 69. Rồi. Đây, mã số 70. 70. Cúc thỏ hương luôn cô chú anh chị ơi, mã số 70. 70 cúc thỏ hương. Ghép hai bo anh chị. Hai bo và mùa. Ồ cái này để đế nè. Cái bo ghép thì hết biết anh chị. Cái vậy ha. 70 nha cô chú anh chị. Cái này hoành là được 22. Chiều cao 90. Tàn ngang 95. 70 là xin giao lưu với cô chú chị mình là 1.200.000 ha. Rồi 1.200.000 mã số 70. Rồi mã số 70 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi ha. Chúc chị luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Cô chú anh chị thấy hay bấm like, bấm đăng ký kênh ủng hộ nha anh chị. Rồi em xin chào hẹn lại anh chị ở clip sau. Rồi em cảm ơn anh Trạng luôn. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha. Chúc cô chú anh chị các bạn một ngày thật là tuyệt vời. Chào ạ.